Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 25 tháng 2, hơn 2.000 thanh niên ưu tú của tỉnh Hưng Yên sẽ chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, để ngày giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn. Đến chiều nay, các địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết nơi tổ chức buổi lễ, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Ngay từ đầu giờ sáng, dù trời mưa, sân bãi lầy lội, song ban chỉ huy quân sự huyện Khoái Châu vẫn đang rất nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện, chuẩn bị các phương án phục vụ cho buổi giao nhận quân diễn ra trong buổi sáng mai. Không khí rất khẩn trương với quyết tâm, trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào cũng vẫn đảm bảo trang trọng đầy đủ, cùng với đó có kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn chu đáo cho tân binh cũng như người đến đưa tiễn. Trường hợp trời mưa, công tác tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo đầy đủ nội dung, nghi thức đúng quy định của ngày hội tòng quân. Để đảm bảo cho công tác giao quân ngày mai để được trọn vẹn và được bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, thì ban chỉ huy huyện Khoái Châu có cái hai phương án. Phương án thứ nhất là phương án ở ngoài trời. Nếu như thời tiết nó mưa to thì chúng tôi nó có phương án thứ hai là ở trong nhà thi đấu. Cả hai nơi trang trí là cơ bản như nhau. Đến chiều ngày 24 tháng 2, các địa phương đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị nơi tổ chức lễ giao nhận quân. Tất cả đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn biểu ngữ, động viên các thanh niên tạo khí thế cho ngày hội tòng quân. Phía trong khán đài được trang trí khánh tiết với đầy đủ nghi thức như chống hội tòng quân, cầu vinh quang. Cùng với việc hoàn thiện ở khu vực sân bãi, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với công an và các xã thị trấn bảo vệ trên các cái trục và tuyến đường, khu vực giao quân và các cái tuyến đường mà xe của các đơn vị về nhận quân để cơ động. Trực tiếp đến kiểm tra chỉ đạo, Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương cùng với việc hoàn thành sớm việc trang trí các điểm giao nhận quân cần có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh an toàn cả trong và ngoài khu vực diễn ra buổi lễ. Đồng thời, bố trí vị trí và khoảng cách cụ thể cho những người đưa tiễn tân binh, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối khi xe chở tân binh xuất phát lên đường. Triển khai cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã tổ chức làm công tác chuẩn bị đúng nghi lễ của quân đội quy định, tổ chức buổi lễ thật long trọng, an toàn và đúng quy định để đảm bảo làm sao trong cái buổi lễ giao nhận quân có đầy đủ cấp ủy chính quyền địa phương nhưng cũng có bà con nhân dân đại diện các gia đình quân nhân để dự cùng buổi lễ để tạo khí thế tốt đẹp. Năm 2024, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.106 công dân nhập ngũ, trong đó có 256 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân, được giao cho 4 đầu mối là Bộ Tư lệnh Lăng, Quân đoàn 12, Tổng cục 2, Quân khu 3 và Bộ Công an. Đến thời điểm này, công tác hiệp đồng giao nhận tân binh cũng đã được các đầu mối hoàn tất, các địa điểm tổ chức đã hoàn tất, sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định, với khí thế của ngày hội tòng quân.